Vâng, em chỉ một lần chào tất cả các bác nhé. Thì sau đây thì em mời các bác cùng xem, cũng như là giới thiệu các bác những bộ dây Kimber bãi trong bạc 12 lõi và những bộ AVXLO. AVXLO và AV Monster thì bên em có về được 1 mét và 1,5 mét nha. XLO là dòng dây bãi của Mỹ, thì dòng này thì nghe rất là hay đó. Các bác vừa rồi em về được mấy bộ, mười mấy bộ các bác. Các bác sở hữu và sử dụng tiếng rất là tốt, sáng. Đây là XLO nha các bác, dây hãng nha, dây bãi nha các bác, đã qua sử dụng nha. Cũng không qua sử dụng, đây là những con sản phẩm tồn kho các bác. Đây các bác thấy này, model nó đây. XLO Puta 1 XT sạc 0.3mm. Các bác thấy thì bên trong là lớp chống nhiễu rất là dày này. Và chống nhiễu một chiều, các bác thấy kém theo hướng mũi tên. Có nghĩa là cái mũi tên này nó sẽ xuống âm ly này. Đầu rách màu vàng. Bộ 1 mét là giá 1 triệu nha các bác. 1 triệu một bộ 1 mét, còn các bác lấy 1 mét 2 là 1 triệu ha. 1 mét rưỡi nha bác, có 1 mét rưỡi là giá 1 triệu 2 đối với bộ XLO. Còn đối với dòng dây Monster thì 1 mét là 1 triệu rưỡi, còn 1 mét rưỡi là 1 triệu 7 nha bác. Monster thì em về số lượng cũng được vài bộ, khoảng 8 bộ bác. Vừa rồi về giao 5 bộ rồi. Monster thì có hai cục lọc trong nhiễu cho hai kênh nha bác. Dòng M850 Ultra nha. M850 FW Ultra. Monster Carbon Cooler 1,5 mét là 1 triệu 7 nha các bác. Còn 1 mét là 1 triệu rưỡi nha. Và đây là những dòng dây Kimber rất là nổi bật, được các bác sử dụng rất là nhiều bởi vì nó quá tầm tiền. Đây là dòng Kimber bạc 12 lõi nha các bác, 2,5 mét 1 vế. Bộ có bộ bắp chuối và bộ mỏ chim nha, chứ không có bắp chuối mỏ chim nha các bác. Các bác nào mình dùng những sản phẩm đời mới sử dụng rất bắp chuối thì mình lấy bộ bắp chuối nha. Giá bên em phân phối thì những bộ dây này về rất là tốt cho các bác để các bác sở hữu và chơi. Dòng dây này tiếng nghe sáng tại vì nó có hình bạc và tiếng nó sẽ độ nhẹ nó cao, bass mềm, phù hợp với các bác nghe nhạc vàng mà thích nhị nhạc, nhưng mà tiếng tơi và trap rất là hay. Giá 1 triệu 6 một bộ. Các bác nào mình chơi lo cổ, âm ly cổ thì mình chơi lấy bộ mỏ chim nha. 2,5 mét một vế nha các bác. Bộ này có chỗ bán rất là đắt nha các bác. Chỗ bán lên tới 2 triệu 2 là. Này các bác thấy này. Đấy. Họ bán tới 32 triệu 3 là nha các bác. Nói chung là em bán cân đối giá hợp lý nhất cho các bác. Còn dòng này thì em có, dòng này thì 2 triệu 3. Dòng mà đấy, tí nữa các bác coi xem video phía sau nha. Đây là mỏ chim và bắp chuối đều đồng giá là 1 triệu 6 bao gồm phí ship cho các bác nha. Dòng dây này rất hay ở tầm tiền. Bác nào thích tiếng bass mềm và tiếng mượt mà, dây trên rất là tê luôn, dây trên mượt lắm các bác. Và những dòng dây Monster này thì các bác chơi dòng loa Mỹ, thích tiếng bass chắc khỏe thì chơi Monster. Còn dòng XLO, nếu mà XLO kết hợp với cái dòng này nữa thì nó gọi là siêu mịn màng luôn nha. Tại vì cấu hình của XLO cũng là bạc nha các bác. 1 mét XLO là 1 triệu, còn 1,5 mét là 1 triệu 2, còn Monster là 1,5 triệu là 1 mét, còn 1,5 mét là 1 triệu 7, còn dây loa là 1 triệu 6 một bộ nha. Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Thì em mới về được những bộ dây ba lăng bình dân để phục vụ các bác mình chơi karaoke, để kết nối với những bộ vang đẩy và những thiết bị karaoke hoặc là nghe nhạc với tầm tiền thì dao động 200-300 trở lại. Thì đây là về được những bộ dây Audio Philips của Anh Quốc này, đã có hàng nha các bác. Dòng này thì trước em có hàng về, đứt hàng rất là lâu rồi, chắc cũng mấy tháng rồi nên mới có hàng về. Audio Philips của Anh Quốc nha các bác, dòng này Anh Quốc nha. Nó hệ thống chống nhiễu một chiều, các bác sẽ thấy mũi tên này. Ba lăng nha các bác, dòng này em về chỉ có được ba lăng được cái thôi. Audio Philips của Anh nha các bác. Này, ăn là Martin ăn là nha các bác. Bộ này thì giá là 350 nha bác, 350 nha.
Còn dòng này thì rất là quen thuộc với các bác rồi, đó là dòng Canred. Canred của Nhật thì em vẫn phân phối các bác là 250 ngàn. Còn dòng của Autophilip này thì 350 ngàn. Bác nào có nhu cầu về lấy sản phẩm nào để về mình thay đổi và nâng cấp với những bộ dàn, với những cái bộ dây kém chất lượng thì các bác có thể lấy tầm tiền thì lấy, có thể lấy Canred này. Đấy, Canred 250 một bộ nha các bác, 250 một bộ. Bác nào lấy hai bộ thì em bớt 50, cái đây cũng vậy, cũng đã lấy hai bộ bớt 50, có nghĩa là hai bộ này là 650 này, còn một bộ là 350 bao ship. Tại vì nếu lấy hai bộ nhiều bộ thì sẵn tiền em ship cũng đỡ tốn tiền ship. Đây lý là một bộ là 350 nha các bác, dây Anh Quốc này là 350, còn dây Nhật là 250. Còn lấy hai bộ là bộ Canred này là 450 ngàn, còn lấy hai bộ này thì 650 ngàn. Đấy thì vậy thôi. Thì dòng Canred thì nó có ba lăng 6 ly này, ba lăng ra 6 ly này các bác, và ba lăng và có cả ba lăng AV nữa nha. Còn này là chỉ có ba lăng thôi. Còn này thì rất là gấu các bác, tiếng tốt trong phân khúc tầm tiền, ở tầm tiền thì 300-400 thì các bác lựa chọn dây này, dây ba lăng để thay đổi và kết nối những bộ dàn từ vang này, năng tiếng này, hay là lọc xì, là những xuống đẩy các bác thay hết. Rồi một bộ là 350, lấy hai bộ thì bớt 50 là còn 650. Còn này là một bộ là 250, dây Canred của Nhật, hai bộ là 450 ngàn bao ship. Thì vậy thôi. Thì sáng nay mới về được mấy chục bộ Audio Philips này để phục vụ các bác, giá 350, còn đây là 250. Liên hệ cho em qua hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 77027.